Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với server Arakam Mobile ở server Việt Nam New nha anh em. Ok, thì anh em có thể thấy, khoan, để mình đi uống một chút nước cái. Để mình uống một chút, cái anh em à. Đây thì từ khi mà mình đăng cái video lên từ server Arakam Mobile đấy thì mấy bạn này cũng vô khá là nhiều luôn, và mấy bạn này làm gì khá là tốt ở đây mà. Đây anh em coi, mới đây là mấy bạn đã xây được nhà cửa rồi, tem hú rồi nè. Đây để mình nhắn cho mấy bạn đó. Đang quay nhà đó, anh đang quay nhà. Hay ok, thì mấy cái tập hai cái tập đầu tiên thì mình đã tem bờ te rồi stego rồi voi rồi này nọ các kiểu, thì đây à như ta thì trong tập này thì chắc là mình sẽ đi tem một con T-Rex đi anh em ạ. T-Rex đi, hồi hôm qua thấy nhiều T-Rex lắm anh em à. Ok, để mình lấy thêm một ít X10. Để mình lấy một ít X10 nha anh em. Ủa sao còn X10 nữa chứ anh ta. X10 đâu mấy đứa em. X10 đâu. Rồi ok, có rồi, ok, đi. Rồi ok, đi. À, request con tê giác vậy hả? Request con tê giác vậy, để anh request vậy. Rồi ok. Rồi đi. Ok. Rồi ok, chỉ đồ nha. Chỉ đồ ok. Để mình, thì trong này thì anh em chắc chắn là sẽ nhận ra luôn là mình đang là quay ở cái con iPhone 8 Plus nha anh em. Đấy thì cái con Samsung ấy thì nó sao mình quay lần mình thấy sao nó cứ lát làm sao đấy anh em à. Có thể là Samsung nó tối ưu cho cái game này nó chưa có tốt. Đấy. Nó tối ưu cho cái game này nó chưa có tốt. Ok, để mấy bạn này dẫn đường, mấy bạn này rành lắm nè anh em à. Các bạn này xây nhà rồi các kiểu đấy, rồi có một bạn trong chibe mình on nữa kìa. Rồi mấy bạn này dẫn đi đâu vậy? Rồi dẫn đi. Ok. Hôm nay thì xua hên thì tem được một cặp red luôn, rồi xui thì chỉ kiếm được đúng một con red vậy thôi. Nhưng mà hôm qua mình thấy được tới hai con red level rất là cao nha anh em. Đó. Ok. Bài nào. Mình đang bay theo cái bạn tên là Long Rien Rien 20 ta. Để chút nữa đọc lại. Mình đang gấp theo bạn tôm nha anh em. Thì có mấy bạn trong Weaver đó thì chơi khá là bất cẩn là cái to con again mà hôm qua mình làm video đấy, mấy bạn đó là chạy đêm ba nó đi đâu rồi nó lạc đâu mất tiêu luôn rồi. Mình thì mình không có dám tele nó về, tại vì mấy bạn này nói với mình đó là mấy bạn nó đang chế rất là nhiều đạn sứa đây này, mà đạn độc sứa đấy bỏ trong đó, rồi có cả một cái trứng gigan nữa, có bạn nào mới mua cái trứng gigan đấy bỏ vô trong đó nữa, tại con again nó của mình mà. Đây mấy bạn nó bỏ vô trong đó để coi mình làm gì chồng thấy thì ê chà chết chà, mình quên lấy cái ống nhòm heo rồi. Ê sao rớt. Ê chết cha sao rớt. Rớt bằng kia ơi. Tôm đâu. Tôm đâu. Rất mất bạn tôm rồi. À, anh ơi Long lấy chim em hả? À, cho Long mượn quay clip em ơi. Em vào trễ quá. Đây anh thấy Long rồi này, Đây.
trời tôm tôm mới ốp anh em mà tôm mới ốp rồi rồi xong rất rất bà nên tôm rồi. Rất mất anh ninh tôm rồi. Để mình gấp anh ninh tôm lại anh em. Rất mất anh ninh tôm rồi. Tôm ơi, tôm ơi. Rồi bên tọa độ cho. Rồi bên tọa độ cho anh ok. Đây mình đón tôm cái này mà bỏ nó ra không được. Tôm đâu rồi tôm ơi. Phải đây không? Đây rồi, ok. Trời ơi, giờ chết rồi, còn quá nhiều bạn luôn, còn quá nhiều bạn muốn quay clip luôn rồi. Ê, em lấy bờ te đi đi. Em lấy bờ te đi đi. Lấy rồi. Rồi anh binh tọa độ cho. Mình nhắn với bạn này, mấy bạn này là ta 2:30, 2:30 là quay mà có vài bạn vào trễ đấy, đây mà mình vào mình quay mất tiêu luôn mà. Ok để mình dẫn cái bạn này qua bên đi. Anh đang quay clip, thấy chưa? Đấy mà này thấy không? Chơi trong server là nó khổ như vậy đấy. Đấy, ok. Em lấy bờ te bay đi. Đấy, ok, nhắn nhắn cho bạn đó như vậy, nhắn cho bạn đó vì bạn nó ốp. Đâu nó bạn nó ốp và nó vào trễ đấy nè mà. Ok. Đây thì cái cứ để bạn hãy để bạn Long bay qua con T-Rex kia đi rồi. Rồi chút nữa mình sẽ bay qua sau. Mình cũng nhốt một con T-Rex mà anh em. Mình cũng có nhốt mà. Đó, ok nha. Thì mấy bạn này thì chi với mấy bạn này là fan của mình cũng khá là nhiều chứ mình cũng khá là vui. Vô trong chi be server của này khá là đông luôn á. Nói chung là cũng vui anh em à. Rất là đông bạn luôn, chờ 6 bạn rồi đó nha. 6 bạn rồi đấy. Đây ở đây mình có một con T-Rex nè. Có T-Rex nào ta không? Có T-Rex này. Mình có nhốt con T-Rex đó lại rồi mà không biết là nó còn nữa không hay nó bị con nào ăn mất xác rồi. Ui 420 này. À 420 này. Hình như ở bên đây nè anh em à. Ô T-Rex hôm qua là ở đâu ta? Mình nhốt nó bằng một cái cổng đá này mà nhốt nó bằng một cái cổng đá không biết nó còn không. 420 này để mình đi kiếm coi rồi không có thì mình bắt con đó không sao hết. Ok, có nhiều bạn nhắn quá, nhiều bạn nhắn quá. À đây đây nó cái ở trong cái tọ, trong cái lồng rồi nè. Hình như nó này đúng không? Hình như nó nè. Không phải. Nó đâu ta? Đây nè, trong cái lồng này nè. Nó mất tiêu rồi. Thôi mình thôi đâu mình tem con 420 này đi anh em à, 420 này đi. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây kìa, tem tem nó
tem nó đây nè, tem nó đây nè, đây nè, đây nè, sau sau này, sau này, sau này, đây mình mặc giáp vô chỗ này nó nguy hiểm á, sau đây nè, đây nè, ok tem luôn nha anh em, khỏi bẫy luôn. Đây đây đây, Tôm ơi. Tôm. Ở đây đây, Tôm đang hỗ trợ đây. Mình không, mình quên lấy ống nhòm heo rồi, mình đổi nick cái mình quên lấy ống nhòm từ nick kia ra rồi. Ê chà, cắn kìa. Đây, đừng có dí, đừng có dí. Ừ, mấy bạn này cầm súng bắn hết rồi, mình đang cầm nỏ thôi mà. Ơi bắn từ từ thôi, bắn từ từ thôi. Sắp sắp ngủ chưa em? Sắp ngủ chưa em? Mình nghĩ là chưa đâu. Ui ui ê. Bậy bậy bậy. Ui 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 ui. Long đâu rồi? Long, Long đâu rồi? Long ơi. Long ơi. Mình bắn thì bắn từ ra nè. À, à chạy 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 ui ui ghép to ghép to ấy dí dí nó heo dí heo nó dí heo nó chạy đi đâu rồi ngủ rồi. Rồi ngủ rồi, ok. Ok ok ok. Ok ok. Nếu mình lấy mình làm mình lấy con again anh em à. Ui đây có con ghép nữa nè. Hình như con ghép này trăm mấy, 150. Chiến nó luôn nè. Mình coi mình có cái đao, mình có cái đao. Có cái đao, mình lấy cái đao rồi mình giết. Không, mình đang bên khu tuyết, đang bên khu tuyết, khu tuyết. Em tìm em tìm Red đi. Rồi anh bay qua. Khoan để anh tính. Khoan 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 nha để. Ủa bên đây có con T-Rex nữa nè. Ok anh em chờ mình chút nha, mình sẽ quay lại mình tính cái level trên này. Ok, mình đã quay trở lại đây. Thì bây giờ mình với một bạn trong chibe là đang tem hai cái con này nha anh em đấy. Thì mình chắc là mình sẽ ok, tem luôn hai con nha anh em, tem luôn hai con. Ok bắn à, cố lên, hai con ra solo luôn anh em à. Bắn con red trước. Mình nghĩ không bắt được quá anh em ơi. Giết hai cái con rồi đi, hai cái con khó chịu quá.
Ê, tê giác ở đâu? Tê giác ở đâu? Tê giác ở đâu? Tê giác ở đâu bạn ơi? Tê giác ở đâu? 21, 49 phần. 21. 21, 49 phần. Vậy là quay cái bên đây này, quay bên đây này. Ở đâu ta? 17, 48. Mười bảy bốn bảy là sao, là nó đâu? Ô lên nó ở đâu, nó ở đâu trời, nó ở đâu hoài, nó ở đâu? Nó dưới đây, nó này à, 300 không phải, không phải 300 à, đây đây đây, bên đây này, bên đây này. Ok, con này tem được này anh em à, hôm nay tem một con T-Rex với một con tê giác đi. Ok, tem này, tem này, tem này à. Ui trời ơi, nó bắn chết rồi, mình lỡ bắn từ từ thôi, bắn từ từ thôi, bắn từ từ thôi. Xong bắn đi anh em ơi, bắn đi, bắn đi. Đây đây đây, mình lên đây, mình yếu rồi, mình yếu máu rồi. Nói mình lỡ mình chém vô con tê giác một cái vợ nó yếu luôn. Nó chết luôn rồi thiệt chứ. Hôm nay bữa nay tem được đúng một con T-Rex thôi à. Chị chán lắm á, con mà yếu máu rồng lỗi mình, lỗi mình này, mà lỗi mình, con chị rết chết. Hấp 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 con bà chầm hấp lắm, con bà chầm hấp cái máu của nó cũng yếu nữa. Okay, đi, đi, đi 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 kiếm, đi kiếm con, đi kiếm con khác, đi kiếm con khác, đi kiếm con khác, đi kiếm con khác. Mình đang leo núi anh em, mình đang leo núi, mình đang leo núi. Có con ghét nè. Ghét cái à. Không biết là vào cao không? Cao không? Có 15, 15. 15 level hấp dưới. Level hấp dưới vậy. Mình còn có một cái X10 anh em, chắc tem được một con đúng không? Mình đang chạy bộ, mình mấy ông kia giờ không biết đâu, mất tao hết trơn à, bỏ mình đi mất tiêu hết trơn à. Đâu hết rồi, đâu hết rồi, đâu hết rồi, đâu hết rồi. Để mình coi con red tem xong chưa anh em. À giờ con red tem chưa xong, con ghét tem chưa xong. Chém cho chết luôn đi. Tìm hay là ghen hả? Ghen nhiều rồi.
chết 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 tôi rồi, chết. Cứu cứu cứu, chết chết tôi rồi, chết tôi. Cứu cứu cứu, anh kẹt một lát rồi. Mình không có binh được luôn nè. Chết rồi, kẹt tỷ kẹt ống lát rồi. Cái gì kỳ trời, làm gì đâu. Để mình thoát ra nè, mình thoát ra coi coi sao. Trời ơi, tự nhiên kè gốc lát kìa. Vệt này. Đây, server tên là Việt Nam New nha anh em, server tên là Việt Nam New nha, cho anh em nào không biết. Ừ, tự nhiên cả cốc lá nghi chết rồi quá. Chết rồi, bị kẹt nữa rồi. Cứu 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 anh, cứu anh, cứu anh chết rồi, chết, sắp chết, sắp chết rồi, cứu anh. Help me, help me, help me, help me. Quét quét quét. Cứu 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 cứu, hết mày. Đây nè, đây đây nè, trời ơi đó, dưới chết chết tôi rồi, chết tôi, chết tôi rồi, chết tôi. Tôi tự nhiên hết chat được rồi. Cái gì trời. Để em cứ sao sao ơi. Khó hơi nha. Khó ha. Rồi đừng nói chết luôn nha. SOS, cứu. Cứu với, happy. Nữa nữa ngọn
Tè leo qua tôi, tè leo qua tôi. Chết rồi. Xong phim rồi. Xong phim rồi. Xong phim rồi, hai đứa cái giật hết rồi. Cứu. Chết tôi. Chết tôi. Liên minh. Rồi ok, liên minh rồi đó, liên minh nè. Cứu, help me, cứu tôi với. Sắp hết pin rồi. Mày đem coi mình này, gấp 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 lê lê lên, gấp 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 gấp, đây nè. Rồi ok. Trời ơi. Cũng bị cái gì nữa rồi anh em ơi. Việt này. Ok. Cái tập này nó có khá là buồn cười nha. Ừ, nó khá là buồn cười đấy. Ok. 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 Giờ đi kiếm con gì nó tem anh em à. Không phải cái nguyên cái này như vậy mà không có con gì để tem nữa. Đâu, agen của anh đâu, đây anh có anh đâu. Ủa, mình đang bị lạc của agen anh em à. Đâu. À, hãm xuống hả? À, đây, của mình nè. Ôi trời ơi, again của tôi. À, trời ơi. À, again yêu dấu, again yêu dấu. Ok, thành ok, cảm ơn anh em nha. Ok, cảm ơn anh em nha. À, ok. Ok, đi đi tìm tiếp. Ok, đi tìm tiếp. Ok, đi tìm tiếp. Trời ơi, mất con agen anh em, con agen nó có cái trứng gì gan này. Trong GB mình có ai mua trứng gì gan ấy. Ơi tự nhiên gặp được con agen này của mình nó sướng. Có Spino kìa. Spino là mấy gì? Có 135. Ai có agen được không? Để mình coi còn agen của mình. Agen được nè.
có mình có gan, tôi có được gan, tôi có gan được nè. Có số bài đâu là bằng máy. Rết 60 hả? Đây đây là đây cho mượn nè, đây cho mượn nè. Đây cho mượn nè. Cái gì ta, thanh niên này rảnh thế nha. Ok. Ủa một chút nước các anh em à. Nãy giờ kịch tính quá. Trời ơi, nãy giờ bị kẹt trong hang rồi chứ. Mượn đi tưởng triệt sản rồi. Ủa gì gì cha tiền ghen ở game của tôi chưa triệt sản ở đây cho mà. Vậy ta anh đang cho, anh đang cho. Anh đang cho. Mượn hết là đây, đây. Ở đây con ghét xong rồi nè anh em, anh em con ghét xong rồi nè. Đây để cho mượn nè. Đó. Ok, gấp tôi về. Chúng ta gấp. Tôi gì kỳ ta tiện bỏ tôi ở đây. What? Sao tiện bỏ mình đây trời? Kìa. Ủa gì kỳ vậy, tự nhiên cái gấp cái bỏ mình này. Ủa gì ai làm gì mày đâu. Rồi con Sabertooth 300 luôn. Không gấp được là khác, đúng rồi, không có gấp được. Đâu có gấp được đâu. Chà. Ui dư chết. Tới nữa nè. Thôi được rồi. Thôi mình nghĩ là kết thúc xe video tại đây đi anh em à. Rồi chứ tại giờ căng thẳng quá, tem được đúng một con rep thôi. Bây giờ mình còn cho admin còn con agen nữa chứ. Ok. Thôi tập này thì mình sẽ cho anh em tất cả anh em trong GB là lên được TV hết nha anh em. Đó thì cũng như là giới thiệu nhà mới rồi, anh em nào muốn chơi đấy thì vô cái server là Việt Nam New nha anh em, là chơi với mình nha. Ok anh em hãy nhớ like, share, subscribe kênh ủng hộ mình nha. Bye bye anh em nha. Bye bye.